1001 câu chuyện. Ô, xin chào các em, và video ngày hôm nay thì chị có một miếng dán sticker có giá là 14.000 đồng. Rất là xịn luôn, còn tặng kèm cho chúng ta một cái vương miện vô cùng là lấp lánh với những viên kim cương, hình chiếc lá nè, rồi hình trái tim nữa, với nhiều màu sắc rất là sinh động luôn nha. Và bây giờ chị và các em sẽ cùng nhau khui ra. Wow, và phía sau của chúng ta còn có một bức tranh tô màu, đó chính là công chúa và hoàng tử đang khiêu vũ cùng với nhau ha. Chúng ta hãy cùng thiết kế cho bức tranh một cái màu sắc thiệt là đẹp nè. Đó, chị khui ra rồi, có một phong nền căn phòng rất là xinh luôn. Đây là cái vương miện nha các em. Đó, lấp lánh luôn nha. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng sticker. Miếng sticker này thì có 4 cô nàng công chúa rất là xinh xắn và đáng yêu luôn. Và mỗi cô sẽ đứng với lại cách dáng đứng khác nhau nha. Rồi cùng với những chiếc váy dạ tiệc xinh lấp lánh luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi miếng sticker này như thế nào đấy ta. Bây giờ mình sẽ thay trang phục ở nhà dành cho 4 cô gái nha. Đầu tiên sẽ là cô nàng tóc xanh dương. Mình sẽ chọn cho cô ấy một cái chiếc váy đi. Đây, cô ấy là một cô gái giàu nhất ha, giàu nhất trong ba cô gái, cho nên là váy mặc ở nhà cũng sẽ rất là xinh xắn hơn các bạn khác nha. Rồi bây giờ sẽ tới cô bạn tóc vàng này, thì cũng sẽ chọn một cái chiếc váy xinh nha. Rồi kế tiếp là cô nàng tóc tím. Chị chọn váy nào đây? Tóc tím chị sẽ chọn chiếc váy màu xanh dương này nha. Như vậy là ba cô gái của chúng ta, mỗi cô thì đã có là một cái chiếc đầm riêng cho mình. Cô nàng tóc vàng thiếu phụ kiện nữa. Hai các em tại sao không thắc mắc còn cô nàng tóc hồng là ai ta? Là một cô bé nghèo bị lạc đường đó các em. Còn nghèo hay không á thì chị không biết nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn trang phục cho cô bé nghèo này đi. Wow, miếng sticker này chỉ có váy thôi nhưng mà không có áo, thì giờ phải thiết kế làm sao đây ta? Chị sẽ thiết kế cho cô gái này cái này là giống như dạng áo lá, áo mà được đan bằng mấy cái lá đó, cũng rất là ngộ luôn đúng không? Xinh nè. Nhưng mà cô nàng này chưa xuất hiện nha. Bây giờ hôm nay là sinh nhật của cô nàng tóc xanh. Bây giờ mình sẽ tạo một buổi tiệc nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt những cái thức ăn lên trên bàn đi cái đã. Ta-da! Trời ơi, nhất định là sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem đúng không nè. Rồi, nào là nước ngọt Coca. Thì cái máy đánh trứng luôn, nó đem lên trên bàn để luôn. Ta-da! Quá là trời thức ăn luôn nha các em ơi. Rồi, và tất nhiên là không thể thiếu hộp quà rồi đúng không nè. Ủa, sinh nhật cậu, sao cậu vẫn chưa thay đồ đi? Chưa trang điểm gì, còn đứng như thế kia. Trời ơi, mình có biết trang điểm đâu, đã đọc thợ trang điểm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy bây giờ vẫn chưa tới. Hay là cô ấy lại bận hay là kẹt xe gì đó. Mà bây giờ sắp tới giờ rồi. Ê, còn cả cậu cũng vẫn chưa thay đồ kìa. Thì mình tính để qua đây trang điểm ké cậu. Tại vì nghe cậu nói là cậu có mướn thợ trang điểm về đó mà. Với lại sẵn đem theo quần áo qua cậu thay luôn. Kiểu này không ổn rồi. Ủa mà tóc vàng đâu rồi ta? Sáng giờ không thấy mặt cậu ấy đâu hết trơn luôn á. Không biết cậu ấy có biết trang điểm không? Đói quá đi mất. Biết làm sao đây? Ở đây là đâu vậy? La. Ủa nè bạn gì ơi, bạn có làm sao không?
Mình đói bụng quá, mình bị lạc đường, bây giờ không biết phải đường về nhà mà cũng không còn tiền để ăn luôn. Mình đi hết nổi rồi, cậu có thể nào cho mình xin ít đồ ăn được không? Chết rồi, bây giờ mình bận phải qua sinh nhật, mất tiêu rồi, không thể trễ được. Hai cậu ấy đang đợi mình, bây giờ làm sao đây? Nhưng mà cô gái này đói bụng cũng tội nghiệp. À, hay là mình dắt cậu ấy theo? Chắc là không sao đâu, ở tiệc sinh nhật cũng có rất là nhiều đồ ăn mà. Thôi được rồi, bây giờ cô đi theo tôi sẽ có đồ ăn cho cô. À, vậy thì mừng quá, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Ủa, tới giờ rồi sao hai cậu vẫn... Trời ơi, thì đang không có ai trang điểm cho nè. Ủa, mà con nhỏ này là ai đây? Sao ăn mặc gì kỳ vậy? À, cái cô bạn này á, bị lạc đường rồi đói bụng. Nhưng mà mình phải qua nhà cậu gấp nè, không biết làm sao cho nên dẫn qua đây luôn. Hay là các cậu cho cậu ấy tham gia đi. Cậu nghĩ sao vậy hả? Nhìn đi, nhà mình giàu có thế kia, sang trọng thế kia, cậu lại dắt người lạ vào, ai biết được có phải là trộm cắp gì không? Lỡ mất đồ trong nhà tớ thì sao? Ơ không, đừng suy nghĩ tôi như vậy, tôi không phải là người xấu đâu. Chẳng qua tôi bị lạc đường, ví tiền thì bị mất, cho nên tôi đói quá, tôi chỉ muốn xin một chút gì đó ăn để có sức tìm đường về nhà thôi. Thôi mà, tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy cũng không phải người xấu đâu, tôi thấy tội nghiệp cho nên mới dắt về đây. Hai cậu nha, đã nói là không có được mà. À, có thể trao đổi không? Tôi biết trang điểm á. Hay là để tôi trang điểm cho ba cô nha. Thôi đi, nhìn cái bộ dạng của cô mà trang điểm chắc ma chê quỷ hơn quá. Thôi, thà để như vậy á, còn xinh đẹp hơn là để cho cô trang điểm. Ê, thì mình cứ thử đi, không được á thì mình rửa chứ có mắc mát cái gì đâu. Với lại cũng sắp tới giờ rồi, còn quằn cái gì nữa, mình cứ thử một phen đi. Đúng rồi đó, các bạn hãy tin tưởng ở tôi biết trang điểm thiệt mà. Thôi được rồi, bây giờ cấp bách cho nên á, tôi để cho cô trang điểm, mà cô phải trang điểm đàng hoàng nha. Tôi mà trở nên xấu xí á thì một miếng bánh cũng không cho cô đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái bàn trang điểm trước nha. Rồi, bây giờ tôi mời từng cô một đến tôi trang điểm nha. À, quên nữa, bây giờ chị sẽ đặt những cái dụng cụ trang điểm lên trên bàn trang điểm đó đã nha. Như là phụ kiện đồ nè, đó, mình sẽ để cái quạt ở phía đây. Còn đây là cái tủ để phụ kiện, thì tất nhiên là mình sẽ để phụ kiện. Thì trên cái bàn tất nhiên là sẽ có lược nè, son môi, và cây đánh mắt, vân vân và vân vân ha. Trên cái tủ này mình sẽ để gương miệng đây, tẩy hoa nè, còn cái này là một chai nước hoa đi, chai nước hoa của chúng ta sẽ để ở đây nhé. Rồi, hôm nay là sinh nhật của cô nàng tóc xanh, thì tôi mời cô đến đây, tôi sẽ trang điểm cho cô đầu tiên nha. Wow, bây giờ mình đến tóc xanh nha, mình sẽ tháo cái phụ kiện này ra trước. Đầu tiên là sẽ chải tóc thiệt là mượt, đó, đây là cái lược nha các em, chải nè. Xong, bây giờ mình sẽ đánh phấn mắt nha, đánh má hồng nè, sau đó là mình sẽ son môi. Rồi, cái son môi rất là xinh luôn. Xong rồi, bây giờ thì đi vào trong thay trang phục và đeo phụ kiện. Xong rồi đó, và cô là chủ bữa tiệc cho nên tôi nghĩ cô nên đổi cái vương miện này và thay một chiếc váy thật là lộng lẫy. Wow, đẹp quá, tôi lại soi gương thử coi. Không ngờ cô nhìn như vậy mà cũng có tài quá ha. Wow, trời, hai bà thấy tôi có đẹp không? Cứ như là công chúa. Trời, công nhận là đẹp thiệt luôn đó. Ơi, bà giỏi quá à. Bà tới lượt tôi, bà mở trang điểm cho tôi đi. Đây, bà tới tóc tím thôi. Tóc tím thì cũng sẽ như các bước. Chải tóc thiệt là xương thiệt là mượt.
rồi đến là đánh má hồng nè, rồi đánh màu mắt ha. Đó, tóc tím thì mình sẽ đánh màu mắt màu tím luôn nè. Rồi, má hồng hả? Thì phải màu hồng nha, đừng có màu tím nhất kỳ lắm. Rồi không thể thiếu bước đó chính là son môi. Rồi, và bây giờ đi thay đồ thôi. Xong rồi, cô có thấy ưng ý với lại cái tông trang điểm này của tôi không? Wow, đẹp quá ạ. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mà tôi được trang điểm xinh như một công chúa thế này nè. Ôi, tôi cảm ơn bà nhiều lắm nha. Quả nhiên là tóc vàng dắt bả về không có phải là cái gì rất là đúng lúc luôn đó. Bây giờ cuối cùng là tới tóc vàng nha. Tóc vàng thì cũng như các bước chạy tóc, đánh son môi, đánh mắt và thay trang phục. Ta ra xong rồi. Rồi, bây giờ ba cô nàng công chúa của tôi đã ưng ý với cách trang điểm này của tôi chưa? Bây giờ tôi có thể ăn được chưa? Chứ đói lắm rồi. Ha, được chứ, cô ăn thoải mái. Mà tôi thắc mắc tại sao cô lại trang điểm đẹp như thế? À, thật ra tôi là một nhà trang điểm có tiếng đó. Nhưng bởi vì tôi lạc đường cho nên là nhìn tôi mới thê thảm như thế này. Wow, thật là tuyệt vời. Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh đối với ba đứa mình mà. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật thôi. Ta-da! Và thế là cuối cùng ba cô gái của chúng ta cũng đã được trang điểm một cách thật là xinh đẹp để đón buổi tiệc sinh nhật rồi. Và video của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Và hẹn gặp lại các em ở video sau.